Bé thông minh xử lý tình huống khi đi lạc. Một ngày nắng đẹp, cô bé lang thang học trên đường về nhà. Lang thích hái hoa nên cô bé đã mải mê với những bông hoa ven đường mà không để ý đến đường đi. Đến khi nhìn lên, Lang nhận ra mình đã đi lạc. Lang hoảng hốt nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng của những người bạn hay con đường quen thuộc. Cô bé bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nhưng rồi, Lang nhớ lại lời mẹ dặn, khi lạc đường, phải bình tĩnh, Lang à. Bước 1, bình tĩnh và quan sát. Lang thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô bé nhìn quanh để tìm điểm mốc quen thuộc nhưng không thấy. Lang nhớ mẹ đã dạy, khi không biết phải làm gì, hãy tìm chỗ an toàn và đợi ở đó. Bước 2, tìm nơi an toàn và chờ đợi. Cô bé đi tới một cửa hàng gần đó, nơi có nhiều người qua lại và bảo vệ. Lang mạnh dạn bước vào và kể cho người bảo vệ biết rằng mình đã lạc. Bước 3, liên lạc với người thân. Lang nhớ lại số điện thoại mẹ đã dạy cô bé thuộc lòng. Cô bé nhờ người bảo vệ gọi điện thoại về nhà và thông báo rằng mình đang ở cửa hàng an toàn. Sau khi mẹ Lang đến đón, cô bé đã học được một bài học quan trọng. Lang hứa với mẹ sẽ luôn chú ý đến đường đi, không mải mê với những thứ xung quanh khi đi một mình. Câu chuyện của Lang là một bài học cho tất cả các bạn nhỏ. Khi đi lạc, bình tĩnh và nhớ lời dạy của người lớn. Tìm nơi an toàn để đợi giúp đỡ. Liên lạc với gia đình hoặc người thân. Học từ những lần mắc lỗi để không lặp lại trong tương lai. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn nhỏ biết cách xử lý thông minh khi gặp phải tình huống đi lạc. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.